Dư Quang Châu, viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt, và các anh trong đoàn ứng dụng bấm huyệt tại Cộng hòa Séc cùng với bác sĩ Dư Quang Châu. Với anh Trình Minh, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Utesky Krai, và đồng thời cũng là chủ tịch chi hội người Việt Nam tại Tbilisi. Thưa các quý vị khách quý, các anh, các chị, các em trong cộng đồng người Việt Nam tại Tbilisi. Trước tiên tôi rất là vui mừng được trong hai ngày qua thì cũng đã được dự và được chứng kiến những cái hoạt động ứng dụng bấm huyệt mà bác sĩ Dư Quang Châu và các anh trong đoàn đã tổ chức trong trong mấy cái ngày vừa qua. Có thể nói là sức khỏe là một cái vốn rất là quý đối với lại cộng đồng chúng ta. Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách quê người, bươn trải để mưu sinh tạo dựng cuộc sống, thì đôi khi là bà con cộng đồng cũng lãng quên đi cái chăm lo cái sức khỏe của mình. Thế thì hiện nay là có thể nói là cộng đồng ta cũng tạm ổn định, và bà con cộng đồng đã có cái kinh doanh tốt và tạo dựng được cái cuộc sống gia đình, nuôi dạy được con cái học hành và hội nhập được với cái xã hội Séc. Thế thì cũng là cái lúc mà chúng ta quan tâm lại đến cái sức khỏe của mỗi cái người bà con trong cộng đồng. Thế thì cũng rất là may mắn là bác sĩ Dư Quang Châu đã với cái tâm, với cái huyết, cái sự nhiệt tình của mình đã mang đến những cái thành tích rất là tuyệt diệu trong cái ứng dụng cái bấm huyệt đối với cộng đồng chúng ta. Và trong 1-2 năm gần đây, và trong những cái buổi ứng dụng bấm huyệt gần đây, thì tôi thấy là cái sự hiển hiện cái kết quả rất là rõ rệt với những anh, những chị, những em và những cháu trong cộng đồng của chúng ta đã được bác sĩ chữa và có những cái tiến bộ rất là tốt về sức khỏe. Thì đây là cái điều rất là đáng mừng. Cảm ơn bác sĩ Dư Quang Châu với các anh trong đoàn ứng dụng bấm huyệt, và cũng mong rằng là bác sĩ bây giờ và các anh tiếp tục có cái mang cái tâm huyết, cái sự nhiệt tình của mình đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tbilisi nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung. Và cũng để có được cái kết quả này thì cũng có thể nói là có cái sự cố gắng rất là cao của anh Trình Minh và các anh trong chi hội người Việt Nam tại Tbilisi, tạo ra được một cái môi trường, một cái điều kiện công việc và có thể nói là hỗ trợ rất là tích cực cho đoàn ứng dụng bấm huyệt, cũng như là tạo ra một cái điều kiện để cho các bà con cộng đồng người Việt Nam tại Tbilisi có thể là đến chữa bệnh của mình được. Tôi xin là được dương cái sự cố gắng đó của anh Trình Minh như là các anh trong ban chấp hành của chi hội người Việt Nam tại Tbilisi. Và cái cuối cùng mong rằng là bà con cộng đồng người Việt Nam tại Tbilisi của chúng ta hãy quan tâm đến cái sức khỏe của mình, để làm thế nào có được sức khỏe thì mới có được công việc và có được cái hạnh phúc của gia đình. Và chính mỗi cái sự hạnh phúc của gia đình đấy là cái nền tảng để xây dựng cái cộng đồng của chúng ta đoàn kết, hội nhập và góp phần vào xây dựng xã hội Séc cũng như là hướng về quê hương đất nước. Xin chúc bác sĩ Dư Quang Châu, chúc các anh trong đoàn chỉ còn vài giờ nữa các anh lên đường thượng lộ bình an và có nhiều sức khỏe. Chúc bà con cô bác trong cộng đồng người Việt Nam tại Tbilisi sức khỏe và thành đạt trong công việc cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.